Xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin thể thao. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về trong và ngoài sân cỏ luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ và yêu bóng đá. Vậy không biết trong tuần vừa qua đã có những tin tức về bóng đá hấp dẫn nào khác? Hãy cùng chúng tôi đi khám phá ngay trong video clip sau đây. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh miễn phí và nhấn biểu tượng chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ một video clip thú vị khác nào. Xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin bóng đá. Các bạn thân mến, gọi tân binh đầy lạ lẫm lên tuyển, huấn luyện viên Park Seo sẽ nhận về bất ngờ lớn. Huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Cường của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VVF cho rằng sẽ không bất ngờ nếu như tân binh Liễu Quang Vinh có thể giành suất trong đội hình của tuyển Việt Nam. Nhằm chuẩn bị cho hai trận đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào tháng 10, huấn luyện viên Park Seo đã triệu tập thêm nhiều cầu thủ, trong đó hậu vệ Liễu Quang Vinh được xem là bất ngờ lớn ở danh sách này. Sau khi tốt nghiệp của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VVF, Liễu Quang Vinh chuyển tới SHB Đà Nẵng vào năm 2018. Tuy nhiên, phải tới mùa giải năm nay, Vinh mới có cơ hội ra sân trong màu áo của đội bóng sông Hàn. Dù chỉ mới được trình làng nhưng ngay lập tức cầu thủ người Sóc Trăng đã ghi điểm trong mắt huấn luyện viên Park Hang-seo. Anh được thầy Park gọi lên đội tuyển U22 Việt Nam lần đầu hồi tháng 5 và 4 tháng sau được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, với huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Cường, người thầy có ảnh hưởng lớn nhất tới Vinh tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VPF, ông không tỏ ra bất ngờ khi học trò cũ lên đội tuyển quốc gia lần này. Cựu trung vệ câu lạc bộ Thể Công chia sẻ với chúng tôi: "Tôi rất mừng khi biết cậu học trò của mình có tên trong danh sách tập trung đội tuyển. Tuy nhiên, tôi không bất ngờ vì điều này. Liễu Quang Vinh từng gia nhập VPF khi các bạn cùng lứa tuổi năm 1999 đã tập được 3 năm rưỡi. Vào sau các bạn một khoảng thời gian dài, trước đó thì Vinh cũng chưa từng tập bóng đá ở đâu. Vậy mà em ấy không bị đuối, em luôn ở trong nhóm những học viên tốt nhất. Kể từ khi vào PVF, Vinh chưa bao giờ rơi vào trong nhóm nguy hiểm, bị loại về cả. Tôi nhìn thấy rõ được sự tiến bộ của em nó trong từng ngày tập, từng trận đấu. Khi đó thì tôi đã có niềm tin rằng Vinh có tố chất để thành công. Có những em hồi nhỏ đã rất tốt, càng về sau lại càng chững lại. Cũng có những em từ từ họ tiến và theo từng giai đoạn các em ấy tiến rất nhanh. Vinh là thuộc ở diện cứ thế mà tiến, lừ lừ mà tiến bộ. Vào sau gần 4 năm như vậy mà em vẫn đuổi kịp và vượt được các bạn, thì nếu như lần này em ấy biết nắm bắt cơ hội để giành vị trí tại đội tuyển quốc gia, tôi nghĩ đó cũng là điều thường tình trong bóng đá. Đó không phải là điều gì ghê gớm cả. Cánh cửa mở rộng với tất cả, quan trọng là em ấy nắm bắt được cơ hội của mình như thế nào." Trong lượt tập trung đội tuyển quốc gia lần này, ngoài Liễu Quang Vinh còn có rất nhiều các cầu thủ khác, đa số đều đã khẳng định được mình trong cấp độ đội tuyển quốc gia Việt Nam hoặc là màu áo câu lạc bộ. Vinh có phần yếu thế nhất ở khoản này. Tuy nhiên, với huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Cường, ông đánh giá cơ hội của Vinh cùng với các cầu thủ khác là ngang nhau. "Tôi nghĩ rằng để so sánh sẽ rất khó, bởi quan trọng nhất các phẩm chất của anh có phục vụ được ý đồ của ban huấn luyện hay không. Anh sẽ phục vụ được bao nhiêu, vì bóng đá là một môn tập thể, có những cầu thủ rất hay nhưng nếu anh ấy không hợp với triết lý bóng đá của cả đội thì cũng khó. Tôi cho rằng khi lên đến đội tuyển quốc gia, cơ hội cho các em là ngang bằng nhau. Vấn đề là em ấy có bản lĩnh, có nắm bắt được cơ hội để phát triển hay không. Bóng đá là một quãng đường rất dài, đối với Vinh cho tới giờ này cũng mới chỉ là những bước ban đầu. Bởi vậy tôi muốn nói với Vinh rằng, con hãy cố gắng phấn đấu, nỗ lực hết mình. Mình hãy cứ làm những gì tốt nhất để nếu như không được, mình vẫn có thể tự hào rằng đã làm hết sức rồi. Tất cả còn ở phía trước, cố lên." Thời gian qua thì hàng thủ đội tuyển Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn về nhân sự. Nếu như Liễu Quang Vinh thể hiện tốt và phù hợp với chiến thuật của huấn luyện viên người Hàn Quốc, đấy sẽ là một tin rất vui cho Thạch Bắc. Các bạn thân mến, Công Phượng và phương án của huấn luyện viên Park Hang-seo. Huấn luyện viên Park Hang-seo trông chờ sự trở lại của Công Phượng để có thêm nhiều phương án tấn công và mục tiêu có điểm trước tuyển Trung Quốc ở lượt trận thứ 3 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào ngày 7 tháng 10.
với sơ đồ 5-4-1, tuyển Việt Nam đang vận hành tương đối tốt trước các đối thủ mạnh ở Ả Rập Xê Út và Úc. Nhưng trước một đội tuyển Trung Quốc không quá mạnh, tuyển Việt Nam cần thay đổi lối chơi, mạnh dạn tấn công để giành chiến thắng. Theo huấn luyện viên Lưu Ngọc Quỳnh, mắt xích yếu nhất của tuyển Việt Nam lúc này là vị trí tiền vệ cánh của Phan Văn Đức. Tiền vệ của Sông Lam Nghệ An hầu như mất hút trên sân ở hai trận đấu đầu tiên khi mà phong độ và cảm giác bóng không tốt, nên nhiều lúc có cảm giác Việt Nam chấp người trên sân. Huấn luyện viên Lưu Ngọc Hùng bày tỏ vị trí của Văn Đức quá yếu nên nhiều khả năng huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ thay thế. Khi mà Công Phượng trở lại và trước một Trung Quốc vừa tầm, tuyển Việt Nam nên chuyển sang sơ đồ 3-5-1-1 với Công Phượng đá hậu công như anh vẫn thường chơi ở Hoàng Anh Gia Lai. Công Phượng cũng chơi rất ăn ý với Văn Toàn ở đội bóng phố núi nên nếu như Phượng được đá xếp đá chính, có thể thầy Bắc sẽ sử dụng luôn Văn Toàn để có được bộ 3 cầu thủ. Huấn luyện viên Park Hang-seo trông chờ sự trở lại của Công Phượng để có thêm nhiều phương án tấn công với mục tiêu có điểm trước Trung Quốc ở lượt trận thứ 3 vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào ngày 7 tháng 10. Một phương án khác là huấn luyện viên Lưu Ngọc Hùng cho rằng Công Phượng cũng có thể đá lệch trái nếu như huấn luyện viên Park Hang-seo mạnh dạn chơi với sơ đồ 4-3-3. Với sơ đồ này thì tuyển Việt Nam vẫn linh động có 5 người ở giữa sân để tranh chấp khu trung tuyến với Trung Quốc. Tuyển Việt Nam có thể triển khai lối chơi nhanh, ban bật một chạm để khống chế thế trận. Sân bóng ở UAE rất tốt chứ không xấu như sân Mỹ Đình nên sẽ phù hợp với các cầu thủ giàu kỹ thuật ở trận đấu này. Công Phượng thời gian qua đã rất áy náy khi mà anh không thể chiến đấu cùng với đồng đội ở hai trận thua trước Ả Rập Xê Út và Úc. Với cá tính của mình thì Phượng sẽ nỗ lực để chơi với hơn 100% phong độ cùng với đồng đội. Vấn đề được đặt ra là ban huấn luyện cần có được giáo án hợp lý để giúp cho Phượng sớm lấy lại phong độ, cảm giác bóng, đặc biệt là nền tảng thể lực vì thời gian vừa qua anh chỉ tập ở nhà. Là Tuấn Anh, Văn Toàn, Công Phượng, sự ăn ý trong các pha ban bật của tam giác này rất có thể sẽ đem tới sự bất ngờ bởi họ có nhắm mắt cũng tìm thấy nhau. Các bạn thân mến, chốt ngày lộ diện đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2021. AFF Cup 2021 vừa ấn định thời gian tiến hành lễ bốc thăm chia bảng cũng như lịch thi đấu dự kiến trong cuối năm nay. Bên cạnh vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, AFF Cup 2021 sẽ là một giải đấu quan trọng của đội tuyển Việt Nam vào cuối năm nay. Mới đây thì đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trong khu vực cũng chuẩn bị được xác định. Cụ thể theo thông tin chính mà Liên đoàn bóng đá Campuchia vừa công bố, thì lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2021 sẽ được diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 21 tháng 9 tại Singapore. Bên cạnh đó thì thời gian dự kiến tổ chức AFF Cup 2021 sẽ được xác định từ ngày 5 tháng 12 năm 2021 cho tới ngày 1 tháng 1 năm 2022. Hiện tại Singapore đã đề xuất lên Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á phương án muốn đứng ra đăng cai tập trung AFF Cup 2021 nếu như trong thời gian tới quốc gia này kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Và hiện tại Singapore đang áp dụng chính sách nới lỏng việc giãn cách nhưng biến thể mới của virus COVID-19 đang có chiều hướng gia tăng tại nước này. Nếu như AFF Cup 2021 được đăng cai tại Singapore, thể thức giải đấu sẽ phải thay đổi. Các đội vẫn chia làm hai bảng nhưng mà không thi đấu sân nhà sân khách mà tranh tài tại một địa điểm cố định. Quy trình bong bóng khép kín sẽ được áp dụng trong suốt quá trình diễn ra giải đấu. Vì ảnh hưởng của COVID-19, AFF Cup 2021 đã bị hoãn đến 2 lần vào năm ngoái và luôn có nguy cơ bị dừng khi mà tình hình dịch bệnh đang rất phức tạp tại Đông Nam Á. Tuy nhiên thì vào tháng 8, mặc dù tuyên bố tạm hoãn lễ bốc thăm AFF Cup, nhưng lãnh đạo AFF vẫn kỳ vọng giải đấu không bị hoãn hay là hủy. Đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch của giải đấu và là đội giữ cúp lâu nhất sau 3 năm do giải không được tổ chức trong năm 2020.